Chương 12. Đương thời đó, vua Herod hại hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó, vừa ý người Giuđa, nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Bấy giờ nhằm ngày ăn bánh không men. Vậy, vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ. Mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Vả, đêm rạng ngày mà Herod định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang 2 xiềng, ngủ giữa 2 tên lính và trước cửa có quân canh giữ ngục. Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người mà rằng, hãy mau chờ dậy, xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Kế đó, thiên sứ nói rằng, hãy nịch lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo, thiên sứ lại tiếp, hãy mặc áo ngoài và theo ta. Phi-e-rơ ra theo, chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. Khi qua khỏi vòng canh thứ nhất, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt là cửa thông vào thành. Cửa đó tự mở ra trước mặt hai người. Rồi hai người vượt ra khỏi đi lên đường cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng, bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Herod, cùng khỏi điều dân Giu-đa mong đợi. Người suy nghĩ lại điều đó. Rồi đến nhà Mary, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mát, là nơi có nhiều người đang nhóm lại. Cầu nguyện, người gõ cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Roder đến nghe, nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa, nhưng trở chạy vào báo tin rằng Phi-e-rơ đứng đứng trước cửa. Người ta nói rằng, mày sản, song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói, ấy là thiên sứ của người. Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài. Khi mở cửa, thấy Phi-e-rơ, hết thảy đều kinh hãi. Nhưng người lấy tay ra dấu biểu chúng làm thinh, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục. Đoạn, người lại dặn rằng, hãy cho Gia Cơ và anh em biết điều này. Rồi đó, người bước ra sang nơi khác. Đến sáng, trong bọn lính có sự xôn xao rất lớn, vì chúng nói chẳng hay Phi-e-rơ đi đâu. Vua Herod sai tìm người, nhưng tìm chẳng được, bèn tra hỏi bọn lính, rồi truyền lệnh dẫn chúng nó đi giết. Đoạn người từ xứ Giu-đê xuống thành Cesare ở tại đó. Vả, vua Herod căm giận dân thành Tyre và thành Sidon. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Ba-la-túc, rồi bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Đến kỳ vua Herod mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng, ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu. Liền lúc đó, có một thiên sứ của Chúa đánh vua Herod, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Bây giờ đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Ba-na-ba và Sao-lơ làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ thành Jerusalem trở về thành Antioch, dẫn theo Giăng cũng gọi là Mát.